Hello anh em, con chết nào hồi nãy mà em gửi bắt con kia muốn chết luôn rồi. Đây, nói này, bây giờ ba con có vẫn được có đâu đây, đây. Hai con quắc, hai con cò thấy chưa? Bữa nay sương gió quá trời, sương cái bữa này bữa nay trăng thì lên tới khuya, sáng thì sương nhát sương chân mà đâu có nhát, có nhát đánh em không có nhát nhát nhéo gì hết. Đây tụi nó đây, em thấy rõ không? Con chích, hai con quắc, một chích hai quắc hai cò. Đây đơm nguyên đi chỉ có thế thôi, chứ mấy con chi vật vảnh này sáng chuyện qua dính khơi. Giờ chuẩn bị đi về thôi. Quắc cũng tơ tơ không, không có già không sung. Trời trăng nó không đi. Nằm nguyên hả? Nằm nguyên một đêm không nghe con chích nào kêu chứ. Ở đâu sao sáng đâm được anh này. Mòng mòng nó chót ha. Ngon nha. Rồi thôi em cuốn đồ chuẩn bị về thôi anh em ơi. Cuốn liều cuốn đồ nữa. Gượt bắn chích đuối luôn anh em ơi, nó dính vô lưới, nó trèo ra chạy từ ngoài trời ngoài chạy vô đây, thấy nó đâm vô đó chạy vô đây mà nó chạy không kịp, nó gớt ra hên chạy gớt ra đây, nó gớt đất ở đây nè, gớt ở đây nè, chạy ra chụp tới mà chạy không kịp. Anh ba sao dính vô cái câu trời nè, mới vừa vượt luôn nè câu trời nè, cái lưỡi nè nó, anh ba khờ sao dính vô hên số này, con này số chết rồi. Thôi tưởng rồi xong rồi. Thấy chưa? Chạy nè. Chạy chọt tương dưới nè, cái đất nè. Quá trời. Chạy muốn chết luôn. Rồi chắc gom rồi đi về luôn quá. Mệt ghê gớm. Vừa gỡ em bắt vô luôn anh em ơi. Anh em coi nè. Nãy trăng sáng như bưng. Nè. Có mặt lem. Nãy chưa sung lắm. Không sung luôn chứ chưa sung lắm gì. Mòng mỏ rồi đen kịnh. Mà lù à, ú ì à, nếu có trời nè, trăng sáng như bưng. Rồi thôi, bỏ em vào vỏ thôi.